hôm qua sau lưng cất bước quay trở về, để bữa tối ấm áp bên mẹ hiền, để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiên nhà. Đường xa không sao ngang nhưng bước chân trở về, để sớm phút ấm áp bên bạn bè và bên ly trà thơm, bên ánh lửa hồng thắp lên. Cô bước chân đường xa, cô bước chân trở về. Cô bước chân đường xa, cô bước chân trở về. Để hôm qua chưa xa cho ngày qua, hôm qua chưa xa cho ngày qua. Từ bao năm lênh đênh những dấu vết cuối đường, tuổi thơ đã vụt trôi thơ ngày nào. Thời gian xa thật xa, cuộc sống ta mang về nhà. Gặp nhau trong thân thương những lời chào, cùng chia nhau niềm vui phút gặp lại. Và bên ly trà thơm, bên ánh lửa hồng đắm say. Có bước chân đi xa, có bước chân trở về. Có bước chân đi xa, có bước chân trở về. Để hôm qua chưa xa cho ngày qua, hoàng trao nhau thật thương ôi tình yêu. Ok, xin chào các bạn. Hôm nay Levi Music sẽ trở lại các bạn trong video tiếp theo, hướng dẫn đệm hát guitar bài Trở Về của Bức Tường. Bài này hợp âm cũng cực kỳ đơn giản và điệu cũng cực kỳ đơn giản ha. Điệu disco. Điệu disco thực ra là điệu lâu lắm rồi ha, lâu đời lắm rồi. Nhưng mà nó vẫn rất là dễ thương, bởi vì nó mang tính cách tiết tấu nhanh nhưng mà không quá nhanh ha. Hôm nay chúng ta sẽ tập bài này với những hợp âm sau. Chúng ta quy định với nhau luôn luôn nhớ ngón số 1, ngón số 2, ngón số 3 và ngón số 4. Dây số 1, dây số 2, dây số 3, dây số 4, dây số 5 và dây số 6 ha. Rồi, bài này được viết ở tông son trưởng ha, khá cao dành cho giọng nam, nam rock ha, hát mạnh. Nữ chúng ta có thể giảm tông bằng cách chúng ta chơi khoảng tầm re ha, hoặc là mi đó. Rồi, đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với hợp âm son trưởng. Ngón số 1 của chúng ta bấm vào dây số 5 ngăn số 2, ngón số 2 bấm vào dây số 6 ngăn số 3, ngón số 3 chúng ta nhấn vào ngăn số 2 dây số 3, ngăn số 3 dây số 2, và ngón út chúng ta nhấn vào ngăn số 3 dây số 1. Chúng ta có được hợp âm son. Tiếp theo là hợp âm mi. Ngón số 2 bấm vào dây 5 ngăn 2, ngón số 3 bấm vào dây 4 ngăn 2. Chúng ta có được hợp âm mi. Rồi, tiếp theo hợp âm đô. Ngón số 1 vô dây số 2 ngăn 1, ngón số 2 vô dây số 4 ngăn 2, ngón số 3 vô dây số 5 ngăn số 3. Chúng ta có được hợp âm đô trưởng. Rồi, tiếp theo hợp âm rê trưởng. Ngón số 1 chúng ta vào ngăn số 2 của dây số 3, ngón số 2 vào ngăn số 2 của dây số 1, ngón số 3 vào ngăn số 3 của dây số 2. Chúng ta có được hợp âm rê trưởng. Rất đơn giản, vòng hòa âm son, mi, đô, rê. Yeah. Còn tay phải chúng ta sao ha? Tay phải chúng ta chơi điệu disco nó như thế này ha. Một ha, một và hai thì chúng ta dùng cái lòng bàn tay chỗ này, chúng ta chận 6 giây và chúng ta dùng ngón trỏ chúng ta đồng thời quạt xuống. Đó, nó tạo nên cái tiếng như thế này. À ha. Đó, một và hai ha, hoặc chúng ta đập cũng được nữa ha. Một và ha, một và đập và ha, một và hai và ba và bốn và một và hai, hai và bốn, tức là chúng ta giữ dây lại tạo nên cái tiếng như thế này.
ở phách 2 và phách 4. Các bạn chú ý ha, 1 và 2, nhớ dậm chân xuống nha. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4. Cái ngón trỏ chúng ta xuống rồi lên. Rồi bây giờ chúng ta tập cái này trước ha. Các bạn cảm thấy chưa quen thì chúng ta chia ra từng cái công đoạn chúng ta tập. Đầu tiên chúng ta tập ngón trỏ, có thể dùng ngón cái quẹt lên cũng được, hoặc chính ngón trỏ quẹt lên, sao cũng được cả ha. À, ha. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2. Nhìn tuy đơn giản nhưng mà tập rất khó nha các bạn. Các bạn cứ tập mỗi ngày thường xuyên, từ từ thì các bạn sẽ quen, không sao cả. Đừng lo ha. 1 và 2 và 3 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 3 và qua mi. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 qua đô. Và 2 và 3 và 4 qua rê. 1 và 2 và 3 và 4 và mi son. Và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4. Thì hôn qua sau lưng. Đó, bây giờ chúng ta nhớ nhanh hơn ha. 1 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3 và 4 và 2 và 3 và 4 và 1 và 2 và 3. Để hôm qua sau lưng, đất bước quay trở về. Để bước tôi ấm áp bên mẹ hiền. Để đêm đông lùi xa khi bước chân bên hiền nhà. Đường xa không sao ngắn chân trở về, để sống phu năm áp bên bạn bè và bên ly trà thơm bên anh đưa hồng thật lệ. Có bước chân từ xa chỗ này chơi nhanh này qua rê liền, bước chân trở về đô nửa phát rê nửa phát qua, bước chân từ xa qua qua rê son. Để hôm qua chưa xa cho ngày qua, để hôm qua chưa xa cho ngày qua. Ok, đó là cách chơi điệu disco của bài Trở Về. Các bạn cứ luyện từ từ mỗi một ngày, đặc biệt là tay phải nó hơi khó ở chỗ chúng ta quạt xuống ngặt lên mà chúng ta đập, thì đó là tạo nên cái điệu disco nó khác như vậy. Xuống lên đập, lên xuống lên đập, lên xuống lên đập, lên xuống lên đập. Xuống là chúng ta xuống hết 6 giây. À, xuống hết 6 giây và lên cũng hết 6 giây ha. Xuống lên. À, xuống lên đập. Đó. Từ từ nó sẽ quen dần ha. Mới đầu chúng ta cứ tập như thế này. Ok. Chúc các bạn tập đàn vui vẻ và thành công. Nhớ mỗi ngày tập 1 tiếng, 2 tiếng đồng hồ, chắc chắn các bạn sẽ đạt kết quả tốt nhé. Hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Bye bye.